tuần này tôi bỏ ra 8 triệu để cứu con rái cá lông mượt đáng thương này đây. Đáng lý nó sẽ bị bán qua móng cái biên giới Trung Quốc, nhưng tôi nhanh tay mua lại được vì họ cũng ngại bán thú đi xa gặp công an nguy hiểm. Mà nói thiệt, bị công an bắt thì nó cũng bị giam nhốt đến chết đói chết khát, chứ không được chăm sóc tử tế hay thả về thiên nhiên liền, còn phải chờ kiểm duyệt. Còn bên Trung Quốc người ta dư tiền lắm, muốn tận diệt thú quý hiếm Việt Nam. Con lớn con nhỏ gì cũng muốn thu mua cho bằng sạch mới thôi. Như chú rái cá này bị dính bẫy gãy xương chân nữa rồi, nhưng họ vẫn muốn mua giá cao để hại nó chết. Thà không biết thì thôi, đã thành người cá thì phải ráng thực hiện sứ mệnh cứu động vật của mình. Bên Trung Quốc mua giá cao, thật ra họ cũng chỉ mua cái xác của nó mà thôi, để về lột lông làm đồ thời trang. Mua với giá khoảng 400 đô nhưng họ làm xong món đồ thời trang bằng lông rái cá, bán cho bọn đại gia lên tới vài ngàn đô là chuyện bình thường. Bởi vậy bạn thích làm đại gia đa dạy không? Tạo nghiệp ác dữ lắm. Tôi biết việc làm của động vật của mình là vô nghĩa ở Việt Nam vì chẳng mấy ai ủng hộ, nhưng vẫn làm vì đó là nhiệm vụ của người cá, cho các bạn trẻ thấy tương lai bất hạnh không còn thú vật không phải là lỗi của các bạn, của Tion, mà đó là lỗi của cha mẹ các bạn, vì họ đã đối xử thờ ơ khi động vật bị hại. Đã vậy họ còn lên mạng chửi rủa việc làm của Tion hôm nay, kiếm chuyện gây sự với Tion hàng ngày, nên sẽ có ngày cả thế giới sẽ cười khinh bỉ dân tộc Việt Nam, quay mặt làm ngơ khi thấy dân Việt Nam bị hại.